Trong những năm tháng kháng chiến, nhiều thế hệ nhà báo phóng viên đã lên đường ra mặt trận với vũ khí là ngòi bút và chiếc máy ảnh, truyền tải những thông tin nóng hổi và chân thực về cuộc chiến tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Thế nhưng trong ký ức của họ, bên cạnh những thời khắc tác nghiệp đầy hiểm nguy và gian khó, thì vẫn luôn có những phút giây lãng mạn của tình yêu đôi lứa. Tình yêu đâm chồi nảy lộc giữa chiến tranh cũng chính là một nguồn động lực giúp cho các phóng viên, nhà báo chiến trường hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia dãy Trường Sơn, anh cũng đang đu võng. Đêm nay trời nóng, giấc ngủ anh có say. Đường hành quân còn dài, ngủ ngon anh nhé. Em làm cơn gió nhẹ, ru mát tâm hồn anh. Bà Vương Nghĩa Đàn và ông Vũ Long Sơn gặp gỡ và nên duyên từ lớp JP10, là lớp đào tạo phóng viên khóa 10, tăng cường cho thông tấn xã giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống giữa rừng hay nguy hiểm trong công việc cũng không ngăn được tình yêu đơm hoa kết trái. Họ là đôi đầu tiên của lớp JP10 tổ chức đám cưới ngay tại chiến khu. Anh ấy đi công tác liên miên, thế còn tôi là phụ là nữ mà cũng ưu tiên cho ở nhà biên tập tin của các nơi họ gửi ra ngoài Bắc. Cái đêm mà tôi sinh cháu ấy, đang đi công tác xa, thế sau phải đến vài ngày rồi anh mới nghe tin là mới về được. Tình yêu như thế nó hình như là nó qua cách trở, nó qua cái khó khăn, nó qua ấy càng thêm cái nhung nhớ. Đêm nay em dạo bước cùng anh dưới hàng cây thẳng vút trời xanh. Thẳng tắp vút trời xanh. Trăng đầu tuần sợ em xấu hổ. Đấy. Còn lại bầu trời những vì sao long lanh. Thế thôi, bốn câu. Từ bạn học, đồng nghiệp rồi trở thành bạn đời. Đó cũng là câu chuyện tình yêu của rất nhiều cặp đôi trong lớp JP10 như bà Đàn, ông Sơn hay bà Thoa, ông Nghiệp. Tôi là phóng viên tin, còn ông ấy để phóng viên ảnh, cùng sinh hoạt cùng một chi đoàn. Anh ấy thì được phân công đi chiến trường Quảng Nam, còn tôi thì đi Bình Định. Tôi cứ nhớ là những cái lần mà tôi ốm ấy thì là bị sốt rét thì ông ấy cũng đến thăm, cho nên là chúng tôi cũng có tình cảm với nhau. Ở hai cơ quan khác nhau, cô phóng viên lớp JP10 Phạm Thị Ngoan gặp anh thương binh Lại Thế Sử trong một chuyến công tác. Sự đồng cảm và chia sẻ trong tác nghiệp cũng như cuộc sống đã gắn bó họ với nhau. Tình yêu ở trong chiến trường nó giúp cho mình có một cái hy vọng, một cái niềm tin vượt lên, khắc phục mọi cái khó khăn, mọi cái gian khổ. Và luôn luôn nghĩ là sẽ, nên là sau này cuộc sống của mình sẽ có nhau. Suối bỗng hóa thành đại dương chờ đợi từ hai đầu đất nước. Em ơi, suối vơi đầy thầm nhắc ngày mai anh đón em về sum họp. Những chàng trai cô gái đôi mươi thời ấy giờ đã trở thành ông, thành bà. Thế nhưng ký ức về tình yêu thời chiến dường như chẳng hề bị thời gian bào mòn. Có thể nói, bên cạnh lòng yêu nước và hăng say nghề nghiệp, thì sức mạnh tình yêu đã giúp nâng bước các nhà báo trẻ nơi chiến trường, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ